Let's go! Ôi, quả dưa hấu kỳ lạ. Dưa hấu vuông ư? Ôi không! Công sức của bố sói đã đổ bể hết rồi. Ôi không! Dưa hấu vuông mà bố định mang đi thì vỡ hết cả rồi. Giờ thì bố phải làm sao đây? Này! Có vẻ như bố sói và Gufu có ý tưởng gì thì phải. Đây rồi, hai nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, một quả dưa hấu hình bông hoa sen. Gia đình Húp Phu không được giải sao? Cha, Húp Phu không bao giờ bỏ cuộc. Hết giờ. Trời, ý tưởng có 102 của Húp Phu. Wow! Đội của Húp Phu vô địch. Những bức ảnh hài hước. Một tấm nữa thôi nha. Tớ muốn giữ khoảnh khắc của mọi người qua những tấm ảnh đó. Cho tớ mượn mấy ảnh một lúc được không? Cùng xem khả năng chụp ảnh của Lucy nào. Trời, Lucy chỉ toán chụp những cảnh tượng không đẹp của mọi người thôi. Lucy, mau xóa ảnh ngay. Lucy, đùa như vậy là quá đáng rồi đấy. Em còn đầy ảnh cơ, anh xem không? Ôi không, Húp Phu phải đối diện với sự cố này thế nào đây? Lucy! Anh có vô? Em xin lỗi mà. Hả? Các em, có chuyện gì thế? Em đã sai khi đùa giỡn mọi người như vậy à? Khi chụp ảnh ai đó, em cần phải có sự đồng ý của họ trước đấy nhé. Vâng ạ. Các em sẽ kể với bố mẹ về điều gì qua đoạn phim này? Im lặng, im lặng. Người dùng hết nước rửa tay của anh là ai?
đã dùng hết nước rửa tay của Gúp Phu. Mình mới chỉ mua nó ngày hôm qua, sao giờ còn đi nước rửa tay vậy? Ôi trông này, có những dấu chân ở dưới sàn nhà vệ sinh. Ôi, những dấu chân ấy dẫn tới phòng của Lucy. Không. Vậy rốt cuộc thủ phạm là Lucy hay Nancy đây? Im lặng. Chà, theo như Lucy thì Nancy là người vào nhà vệ sinh cuối cùng. Không, ngay sau khi vào nhà vệ sinh thì tớ đã thấy hết nước rửa tay từ trước đó rồi Lucy. Ôi không, thẩm phán Gúp Phu sẽ làm gì bây giờ? Thẩm phán Gúp Phu đã nhờ tới sự trợ giúp của thám tử Cát. Nó có mùi sữa. Là Jenny. Jenny, là em phải không? Sao con lại biết thế? Đưa bác nào Jenny. Ôi trời. Mẹ đã mua nước rửa tay mới cho con đây. Cuộc đua nóng lạnh. Này ông, có quà cho hai cháu đây. Cảm ơn ông ạ. Em thắng. Xe của em nhanh hơn. Còn lâu. Không. Nào chúng ta cùng xem xe của Gúp Phu hay xe của Lucy mới thật sự nhanh hơn đấy. Tiến lên. Wow, thật là kịch tính quá đi. Nhưng ôi không, hai chiếc xe đã bị đâm mạnh vào một gốc cây rồi. Đó không phải là cách chơi đúng đắn đâu hai cháu. Nếu hai cháu không giữ gìn đồ chơi, hai cháu sẽ không có gì để chơi cả. Dạ vâng ạ. Wow.
Giờ hai cháu hãy chơi thật cẩn thận nhé. Vâng ạ. Các bạn nhỏ hãy nhớ giữ gìn đồ chơi của mình cẩn thận như lời ông Quốc Phu dặn nha. Cuộc đua xe đẩy. Húp Phu, con có thể đi lấy xe đẩy không? Này, cậu đến sau mà. Không, tớ ở đây trước. Nhìn kìa. Ra thế là nhờ chiến thuật đánh lạc hướng, Húp Phu đã có thể giành được chiếc xe đẩy từ Buffo. Ở kia cũng có xe đẩy mà Buffo. Không, Quốc Phu hí hửng đu xe đi và để mẹ phải cầm đồ ở tay đi bộ đuổi theo kìa. Buffo! Ôi, thì ra là Buffo đang đu xe đẩy để đuổi theo Quốc Phu. À ha. Dừng lại! Là mẹ Piggy hoảng sợ, Buffo và Buffo còn nắm đồ trong hàng của bác ngựa nữa. Hai con không được làm như vậy ở siêu thị đâu. Chúng con xin lỗi. Để cháu giúp bác ạ. Cháu nữa Hai cháu giỏi lắm. Vâng ạ. Quả dưa hấu biết đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tớ đi tìm đây. Quả dưa hấu của em. Ngày sau đó, Quốc Phu và Pando vội vã chạy ngay đến siêu thị. Nhưng cả hai đã đến muộn một bước. Buffo nhanh chóng nghĩ ra sáng kiến. Nấu ăn ư? À, là nhà bếp.
biểu diễn ảo thuật với quả dưa này nhé. Dạ vâng. Một, hai, ba. Một quả dưa hấu biết đi ư? Động đất ở trung tâm thương mại. Đáng sợ quá. Động đất. Hóa ra Vũ Phu cố tình trêu chọc Lucy đây mà. Đi siêu thị thôi nào, hai con. Tuyết. Ái cha cha, trông Vũ Phu và Lucy háo hức chưa kìa. Hả? Giúp em. Không. Vi diệu thật đấy. Nhưng mà hình như có điều gì không ổn đang xảy ra. Chính là động đất đó. Trời ơi, khi có động đất thì phải làm gì đây? Bình tĩnh đã và hãy tìm thứ gì đó đội lên đầu. Cùng đi thôi. Nhanh lên con. Ôi không, thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta cần phải mau chóng đứng gần một cái cột. Đứng cạnh cột nhà, vì nó rất chắc chắn và hiếm khi bị sập hai con à. Này. Cuối cùng thì động đất cũng đã qua đi. Chúng ta không nên đi thang máy ngay sau khi động đất vì có thể dư chấn khiến thang máy hoạt động không ổn định. Thay vào đó, hãy sử dụng cửa thoát hiểm nha. Giờ con nhớ những quy tắc an toàn khi có động đất rồi mẹ ạ. Hãy chọn đồ ăn lành mạnh. Các em hãy lấp đầy xe đẩy bằng đồ ăn lành mạnh nhé. Cùng đoán xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi này đây. Liệu rằng Bim Bim có phải đồ ăn lành mạnh không? Còn nước ngọt thì sao các bạn nhỉ? Hả?
đây. Sắp hết giờ rồi đây. Em thắng đúng không cô? Phân thưởng nước rồi à? Ái chà, Piggy có kế hoạch gì thế? Để cô xem xe đẩy đã. Piggy đã đổi đồ ăn trên các xe đẩy. Hả? Bim bim và nước ngọt có thể ngon đấy, nhưng không tốt cho sức khỏe đâu. Ôi không, các bạn đã thấy tác hại của việc ăn nhiều bim bim và nước ngọt chưa? Hai em chọn đúng rồi này, đồ ăn lành mạnh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đố các bạn biết những lợi ích đó là gì? Chúng giúp các em khỏe hơn. Và thông minh hơn. Nhưng dĩ nhiên, ăn bim bim một tuần một lần cũng không có hại. Tôi nghĩ chỉ ăn một chút bim bim và nước ngọt thì không sao đâu. Đồng ý. Cuộc đua xe đẩy. Húp phu, con có thể đi lấy xe đẩy không? Này, cậu đến sau mà. Không, tớ ở đây trước. Nhìn kìa. Ra thế là nhờ chiến thuật đánh lạc hướng, Húp phu đã có thể giành được chiếc xe đẩy từ Buffo. Ở kia cũng có xe đẩy mà Buffo. Không, Vũ Phù hí hửng đu xe đi và để mẹ phải cầm đồ ở tay đi bộ đuổi theo kìa. Vũ Phù! Ôi, thì ra là Vũ Phù đang đu xe đẩy để đuổi theo Vũ Phù. À ha. Dừng lại! Là mẹ Piggy hoảng sợ, Buffo và Buffo còn nắm đồ trong hàng của bác ngựa nữa. Hai con không được làm như vậy ở siêu thị đâu. Chúng con xin lỗi. Để cháu giúp bác ạ. Cháu nữa. Yeah.
Hai cháu giỏi lắm. Vâng ạ. Không, 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 không. Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Đi siêu thị không đơn giản. Hôm nay mẹ bận quá, ba bố con đi siêu thị mua đồ nhé. Ba bố con nhà sói sẽ hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao chứ. Wow. Wow. Khoan đã. Chọn một cái thôi con. Goofy, Lucy. Bố ơi, con mua cái này được không? Không. Mình mua cái này đi. Bố ơi. Ôi là trời, hết sạch thịt mất rồi. Nếu chúng con là bố, nhất định sẽ làm tốt hơn nhiều ạ. Cháu cho hả nè. Wow, mẹ sói có sáng kiến gì thế? Để xem hai cậu đi siêu thị có làm tốt hơn bố không nhé. Được. Ai chà, hai anh em vẫn vô cùng tự tin luôn. Nhiệm vụ là đi mua đồ ăn mà. Goofy, Lucy ơi. Đấy, các bạn xem, đi siêu thị không hề đơn giản. Chúng con hứa sẽ không mè nhau nữa à? Siêu thị tại nhà. Hôm nay trời mưa to quá các con à, chúng ta hoãn đi siêu thị sang ngày mai thôi. Chà, Goofy có sáng kiến gì thế nhỉ? Siêu thị mini của chúng tôi. Ở đây có nhiều đồ chơi quá. Lucy sẽ chọn món nào nhỉ? Nhanh lên nào, Lucy. Của em hết 5 đồ. Nhưng yêu sao là của em mà. Không, không, chúng ta đang chơi mà em. Thế thì em sẽ không mua nữa. Em làm thay anh đi. Chán thật đấy, chỉ toàn là đồ chơi cũ của bọn mình. Mẹ đang đi tìm cái gì thế ạ? Mẹ đang tìm cái giỏ đựng đồ. Ấy liệu, ấy liệu.
quý khách có muốn mua cái giỏ này để thay thế không? Wow, giỏ đồ bằng bìa cắt tông thật đẹp. Được rồi, vậy tôi lấy cái này. Của quý khách hết 10 đô à? Bố có khăn nước không ạ? Bố có, con gái à? Hả? Mano, siêu thị của Goofu và Lucy đã sáng chế ra rất nhiều đồ dùng hữu ích cho bố mẹ. Trò chơi này thật vui, đúng không các bạn? Công chúa nào là phù hợp? Chỉ cần tìm một bạn nhảy thôi. Ồ, chúng ta cùng xem bạn nhảy của Goofu sẽ là ai đây. Ôi trông này, Goofu định chọn Lucy ư? Ngồi không, Lucy ăn nhiều quá đi thôi. Cha, liệu những ống bánh trên TV có thực sự giúp Goofu tìm được một bạn nhảy phù hợp không nhỉ? Đi nào, em cần đi ngủ đã. Làm việc nhà nữa cơ. Lucy, giờ ta tới bữa tiệc nhé. Lucy, mình cặp với ai bây giờ? Không, không, không. Anh ơi, em đây. Đó chỉ là quảng cáo thôi. Các con, chiếc bánh thật không thần kỳ vậy đâu. Mà mẹ thấy Lucy cũng đã là một công chúa rồi mà, Goofu. Chúa Lucy là tuyệt nhất. Cha, công chúa Lucy đang được phục vụ thật chu đáo. Xin chào. Công chúa, đây là vé mời để
đến buổi tiệc tối nay. Là một công chúa không đơn giản thế đâu. Nào chúng ta cùng xem là một công chúa thật sự sẽ là như thế nào đây. Thời gian biểu của hôm nay đấy à? Sao ít vậy? Công chúa nên ăn ít để giữ dáng à? Ôi trời, làm công chúa thực sự không hề sung sướng như Lucy tưởng tượng chút nào. Tiếp tục thôi à? Ôi không! Này Lucy, hãy cứu ra chính mình! Quái vật ở trong bụng tớ. Tớ đói bụng quá. Sao bụng tụi mình lại cứ kêu thế nhỉ? Nghe nó giống giọng con quái vật kia lắm. Ôi, cả hai bạn ấy cho rằng có con quái vật đang nghịch ngợm ở trong bụng nên mới phát ra tiếng kêu như vậy. Tớ phải như lớn nóng ngay rồi. Vào ăn trưa nào hai con. Cha, bố vẫn nghĩ sẽ ăn thật nhiều để quái vật mau lớn. Vũ lại nghĩ sẽ nhịn đói để tiêu diệt quái vật trong bụng. Mình sẽ không để con quái vật phá vách trong bụng đâu. Con quái vật của tớ chắc to khỏe lắm. Ôi không, chắc nó to lắm rồi. Không có quái vật nào trong bụng con cả. Khi mà bụng con kêu thì dạ dày đang ra tín hiệu báo là có con đang đói đấy. Chúng ta cũng không nên nhịn đói hoặc ăn quá nhiều, sẽ hại cho dạ dày lắm. Lucy, không có quái vật nào đâu. Và hãy ăn uống điều độ nhé các bạn ơi. Gia đình siêu nhân. Ta là con nhà siêu nhân đây. Đó là số 1.
Mình cũng muốn trở thành siêu nhân. Sau khi xem gia đình siêu nhân trên vô tuyến, Vũ Phù cũng mong trở thành một siêu nhân để phô diễn sức mạnh của mình. Theo đó, bố và mẹ cũng phải là siêu nhân mới được. Bố ơi! Chà, Vũ Phù định làm gì vậy nhỉ? Wow! Vậy ra, Vũ Phù muốn bố và mẹ cũng mặc quần áo siêu nhân giống mình. Ôi mệt quá. Là thế à? Gia đình siêu nhân thật là ngầu quá đi. Mặc quần áo siêu nhân không có nghĩa là có sức mạnh nhé, Vũ Phù. Nhưng khi con giúp người khác, con sẽ là siêu nhân trong mắt họ. Các bạn nhỏ đã nhớ mẹ Vũ Phù nói gì chưa nào? Có việc gì thế à, bác Hưởng? Ba đẻ cháu ạ. Các bạn nhỏ trông kìa, không cần có sức mạnh của siêu nhân nhưng Vũ Phù vẫn có thể giúp bác ngựa. Vũ Phù thật là ngầu. Giống siêu nhân phải không ạ? À? Đúng đúng. Đừng ăn quá nhiều kẹo nha con. Ái chà, trong lúc mẹ không để ý, Vũ Phù đã nhanh tay lấy được gói kẹo rồi kìa. Vũ Phù giấu kẹo. Vũ Phù ơi, con đang đi vệ sinh ạ. Con nhớ đánh răng sạch sẽ đấy nhé. Vũ Phù định làm gì mà trông đáng nghi thế nhỉ? Con đánh răng rồi chứ, Vũ Phù? Vâng ạ. Mình đi đánh răng thôi nào, mẹ nó. Con lại muốn đi vệ sinh rồi. Ôi trời, nếu mà mẹ phát hiện ra Vũ Phù giấu kẹo trong tuýp kem đánh răng thì sẽ nổi giận lôi đình đó. Vũ Phù ơi, Vũ Phù, con có sao không? Vũ Phù ơi. Hay, Vũ Phù phải làm sao đây? Bố ơi, có một con chuột siêu to khổng lồ vừa trộm kem đánh răng của nhà mình đó à. Giờ bố mẹ không đánh răng được nữa rồi. Anh vào đi vệ sinh cái đã. Cuối cùng thì kế hoạch của Vũ Phù cũng bị bại lộ mất rồi.
Con xin lỗi bố mẹ, tại con thèm kẹo quá à. Ăn quá nhiều kẹo không tốt cho răng của con đâu, Cúp Phu à. Con hiểu rồi, con sẽ không làm vậy nữa đâu ạ. Và làm thế này là rất lãng phí kem đánh răng đấy. Con xin lỗi à. Lucy, em lại muộn nữa rồi. Lucy, đi xuống ăn sáng nào. Mọi người đang đợi em đây. Ôi, Lucy nên dậy ngay mới phải. Lucy, dậy mau, dậy mau. Tớ đi thay đồ đã nhé, Nancy. Ôi trời, Lucy mất tận 2 tiếng để thay đồ ư? Lucy, Nancy đợi em lâu quá, nên đi trước rồi. Bởi vì em đã không biết mặc gì à. Em quay vào ô nào thì mặc trang phục của ô đó. Như này em sẽ chọn đồ nhanh hơn đấy. Chà, Gúp Phu thật là sáng tạo. Nhưng để xem cách này của Gúp Phu có thực sự giúp Lucy chọn đồ nhanh hơn không đây. Chúa, người được mời tới dự tiệc của hoàng tử lúc 8 giờ tối mai ạ. Được. Chỉ còn nửa giờ nữa thôi. Dừng lại. Hai con, phải nhớ đúng giờ đấy nhé. Vâng. Chơi trốn tìm với Jenny khổng lồ. Tớ phải trông em rồi. Này, tớ vừa nghĩ ra trò mới. Ôi, thật là tò mò quá đi. Không biết trò chơi mới của Gúp Phu sẽ là trò gì đây nhỉ?
Wow, một dãy phố được dựng lên từ những tấm bìa cắt tông. À ha, thì ra Quốc Phù muốn chơi trốn tìm cùng với em Jenny khổng lồ. Lucy là người đầu tiên đã bị phát hiện. Cẩn thận nhé. Đây là tủ đồ dùng mới của lớp học nha chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ồ, không biết bản đồ sẽ trốn ở đâu đây. Ôi, trong quả táo có một con sâu siêu to khổng lồ, khiến bản đồ vô cùng sợ hãi. Bắt được cậu nhé. Cứu tớ với. Ôi không. Mẹ ơi. Các cháu không được trèo lên cây để chơi trốn tìm như vậy, vì sẽ rất dễ bị ngã đấy. Ôi không. Anh ngồi im, ngồi im đó. Có chuyện gì mà con mèo hốt hoảng thế nhỉ? Piggy, em không được trốn cạnh xe ô tô, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Em xin lỗi ạ. Thấy cậu rồi nhé. Wufu, tớ sẽ tìm thấy cậu. Wufu. Chà, có khi nào Cát phát hiện ra chỗ trốn của Wufu rồi không ta? Chắc ai đó quên không khóa tủ đồ cá nhân rồi. Oh.
phải mau đi tìm Quốc Phu thôi. Trời ơi, tủ đã bị khóa nên Quốc Phu không thể ra ngoài được. Cậu ấy phải làm sao bây giờ? Ôi không! Các em, nhớ là tuyệt đối không được chơi trốn tìm trong tủ kín. Sẽ rất nguy hiểm nếu bị kẹt ở trong đó. Vâng ạ. Bố mẹ trở thành búp bê. Xin chào. Ôi không, bố đã làm rách búp bê công an của Quốc Phu rồi. Cha, bố Quốc Phu có ý tưởng gì đây? Thôi nào Quốc Phu, bố mẹ sẽ bù cho con hai búp bê khác nhé. Wow, thì ra chuyện là như vậy. Giờ thì cảnh sát phải bắt kẻ trộm ạ. Con đã bị bắt. Ôi trời, đây chẳng phải là tên trộm tê giác thật sao? Dừng lại. Tên trộm thật đã bị bắt rồi con trai.